Hello, kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên, Trọng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Hiện tại thì Trọng đang từ Cà Mau lên lại Sài Gòn về với các bé mọi người ơi. Trọng đi từ rất là sớm, 5 giờ sáng là Trọng đã đi rồi. Và hiện tại thì cũng 7 giờ, đúng 7 giờ luôn. Thì Trọng có ghé cái khu vực đây là tỉnh Bạc Liêu để ăn sáng với mà cái kiểu mà mình nghỉ ngơi một chút, chạy xe mệt á. Thì Trọng có vô tình gặp được cái một bé gái bán vé số. Trọng thấy bé thì rất là đặc biệt nên Trọng cũng muốn là chia sẻ đến tất cả mọi người về bé, cũng như là Trọng sẽ giúp đỡ cho bé một chút xíu gì đó, gọi là cái duyên, cái cơ duyên ở trên đường đi. Và bây giờ thì Trọng xin kính mời quý vị cùng xem video với Trọng nhé. Và nếu thấy video của Trọng hay, ý nghĩa, hãy cho Trọng một like, một share và luôn luôn ủng hộ kênh Trọng Cà Mau để Trọng có động lực ra nhiều video hay để gửi đến quý vị nữa nha. Bây giờ chúng ta cùng xem video ạ. Đây là nhân vật mà Trọng muốn chia sẻ đến mọi người. Con tên gì? Dạ con tên Võ Ngọc Ân. Võ Ngọc Ân hả con? Dạ, Võ Ngọc Ân. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 12 tuổi. Con 12. Cái này là con bị tật bẩm sinh hay sao con? Dạ con bị từ lúc mới đẻ. Mới đẻ hả? Dạ. 12 tuổi mới đẻ. Nhà con có mấy anh em? Dạ nhà con có 2 em. Còn 2 em nữa? Dạ, 2 em gái nhưng mà 2 em của con ở với cha mẹ. Còn con ở với bà nội. Ủa sao mà sao lại sao con ở cha mẹ mà ở với bà nội? Tại lúc mới đẻ là thằng nội con ở quen rồi. Có nghĩa là chắc bà nội thấy con là có tật nguyền gì rồi bà nội thương, bà nội đem về nhà bà nội nuôi luôn đúng không? Dạ. Ủa vậy con đi bán vé số rồi sao con lấy tiền được? Dạ bỏ vô trong túi con. Nghĩa là cái người nào mua là bỏ vô túi con luôn. Dạ. Hôm bữa kia con bán mất 20 tờ với số. 20 tờ tan cấp hả? Con không biết sao nữa nhưng mà mất 20 tờ, mất 200 ngàn. Để chú quay sát cái sao con có cái này và cái này con có một cái ngón. Cô ba của con làm móng cho con nữa. À cô ba con làm móng cho con nữa hả? Dạ sơn lên luôn á. Ồ sơn luôn đẹp chưa? Sao mà không có xương nha mọi người, nó có nhưng mà nó không có cái khớp đâu, nó chỉ là một cục thịt lủng la lủng lẳng mà có một cái vậy là chỉ con có ngón tay một vậy thôi. Dạ. Không có cái bàn tay mà gì hết à. Dạ. Ngày con bán được nhiều với số? Dạ con bán được 100 mấy. 100 mấy tờ hả? Dạ. Cũng giỏi quá ha. Rồi ăn này đút hay là sao? Ăn bằng chân. Ăn bằng chân? Dạ. Giỏi vậy? Dạ. Chân con là linh hoạt ha, ăn bằng chân. Ví dụ con ăn bẻ cái dĩa cơm này con ăn được hả? Sao được? Dạ được. Vậy hả? Được, dạ. Ở nhà con có viết chữ á. Dạ con viết chữ luôn. Dạ, con viết đẹp lắm á. Con viết đẹp lắm hả? Dạ. Ồ. Nhà con có viết á. Con dành cho sắp xong cái con viết. Con không có đi học gì hết mà con tự viết. Dạ con tự học ở nhà ơi anh con. Con tự học ở nhà anh con. Dạ. Ở nhà con có viết chữ đẹp. Bà nội con lớn tuổi chưa? Lớn. Lớn hả? Dạ. Nội con cũng bị bệnh nhiều lắm luôn á chú. Hiện tại nội con đang ở nhà nuôi cô hai con. Cô hai con thận, cô hai con bị thận có mũ. Ồ. Thế là nội đã lớn rồi mà cũng khổ. Rồi nuôi con nè. Rồi tật nguyền như này rồi nuôi cô hai con bị thận mũ nữa. Ồ trời khổ vậy. Cô hai con hôm bữa bác sĩ có khoét một cái lỗ sau lưng á, xong cái là đút cái ống vô cho mũ chảy từ cái đường ống nó chảy ra cái bịch đó mình đem đi đổ. Cái bữa có hai con ngồi á, xong cái ống nó vướng vô trong cái cây dao á chú. Đứt. Xong cái nó đứt cái ống, cái ra máu quá trời luôn. Cái cô hai con, cái bà nội con mới đưa con hai con đi lên cấp cứu liền luôn. Hiện tại giờ có hai con vẫn còn hai cái ống ở trong mình nữa. Ôi trời ơi khổ ha. Rồi nãy giờ nó chú quên bấm một đoạn rồi.
con nãy con nói con tên gì bên này? Hân. Dạ tên Võ Ngọc Ân. Ân ơi, bây giờ như vậy là con như vậy là con tắm rửa được không hay là bà nội mới phụ con? Dạ không, con không có tắm được. Bà nội tắm cho con. Con có múc nước con sói từ trên đầu sẽ xuống được. Con múc bằng cái chân hả? Dạ. Vậy là con xiết được chiếc thuyền luôn á chú. Cái chân con xiết được chiếc thuyền luôn. Dạ. Mẹ có giấy con xiết cho chú con. Giỏi đó, giỏi đấy. Con có giấy. Ở nhà con có xiết nhiều món lắm á. Con xiết hình trái tim bằng tiền á. Tờ tiền 5.000 đó chú. Dạ. Con ship được trái tim bằng bằng tờ tiền luôn. Dạ. Bây giờ chú đưa con một tờ tiền cho con ship thử nha. Chắc được. Là chắc con ơi nhiều quá. Con ơi nè. Con nhớ chiếc thuyền con ship được. Chiếc thuyền cũng bằng cái tiền luôn. Chiếc thuyền mà bằng tiền nếu như ship được thì con ship. Bằng giấy thôi đúng không? Dạ. Con sợ tờ tiền nhỏ quá xíu không được. Trái tim là hồi đó con toi người ta ship đó. Vậy mấy giờ con mới đi bán? Dạ, dụ hai con sáng đưa anh hai con đi học á. Thì cái con đi theo con đi tá. Dạ, có bây giờ. Sao bây giờ là con ra đây? Dạ. Bây giờ con còn nhiêu tờ giấy số nữa hết chưa? Dạ, con bán hết rồi. Con có 32 tờ rồi chú. Nghĩa là bán hồi tối hôm qua rồi. Dạ. Thì bây giờ nó còn thừa lại 32 tờ bán buổi sáng thôi. Dạ. Bây giờ con đợi tới 3 giờ chiều, 4 giờ chiều con mới lấy số mới đúng không? Dạ. Ủa ba mẹ có về thăm con hoài không? Dạ ba mẹ con ở gần đây mà. Nghĩa là con ba mẹ cũng ở gần luôn mà tại con là con sống với bà nội thôi. Dạ. Ba mẹ con là nuôi hai em. Dạ. Hai em đi học đàng hoàng không? Dạ đi học. Đi học. Dạ. Con biết viết bằng chân mà sao con không đi học? Dạ bà nội con cũng tính giỏi con vô trường á. Mà vô trường sáng đưa chiều rước có chút. Mà người ta không có chịu nhận. Mấy cô nói á là con không có tay khó dạy lắm. Tại vì mấy cô dạy mấy cái em mà lớn lớn, mấy cái em mà có tay á không có dạy con được, khó dạy lắm. Còn mà trường thì gửi trường khuyết tật gửi vô tới 18 tuổi mới cho về, bà nội con không chịu. Bà nội con thương con. Nếu mà cái trường khuyết tật là người ta nhận từ nhỏ đến 18 tuổi là mới xong. Còn bà nội con có lại đó rồi. Cái cô mà giữ cho nó cũng khóc nữa. Con nói với nội con, con nói là bà ơi bà dẫn bé đi về đi. Ở đây tuy mặc dù cũng nuôi nhưng mà không, người ta đúng giờ đúng giấc người ta nói lại. Chứ không phải như ở nhà mình đâu, con thấy á bé gái tội nghiệp lắm, thôi bà dẫn về đi bà. Cô giữ chỗ đó nói vậy chứ. Thấy thật sự là thương quá gì. Bé Ân chia sẻ thật sự là chồng thấy cũng rất là xúc động. Nói chung là chồng ghé một cái quán, chồng ăn sáng thì vô tình thì có một cô mời vé số, nhưng mà chồng sực chợt thấy là cái bé Ân là chồng mới kêu bé lại để chia sẻ câu chuyện đến mọi người. Hồi sáng giờ con ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Vậy đó, họ chú chú mời con ăn sáng được không? Được ha. Dạ. Thế là con muốn ăn sáng rồi, con rồi chú mua đồ gì cho bà nội con ăn luôn ha. Dạ. Nhà con bây giờ là có ai? Bà nội nè. Bà nội, cô hai. Cô hai với con là ba người là ăn chung nha. Dạ. Ở với lại anh hai với anh hai. Anh ba. Ủa cái nhà bà nội ở đâu vậy? Không. À, ý là chú đang hỏi nhà bà nội. Bà nội là bà có nội ba người. Chỉ có con với bà nội thôi. À. Dạ. Ở chung là chỉ có hai bà cháu thôi. Hai bà cháu với bà cô hai bị bệnh ha. Dạ. Ủa bà nội con làm cái gì? Dạ bà nội con hồi đó dẫn con đi bán vé số ở trên thành phố á chú. Ồ đi tới thành phố luôn á hả? Dạ. Ở chợ Bến Thành á chú. À. Với lại con đi ở đường trên lửa con bán đó. Con về con rời thành phố về đây mấy năm rồi? Dạ con về đây chưa được năm đâu chú. Chưa được năm. Tại vì con hai con bị bệnh nên bà nội mới về á. Hồi xưa lên chảnh con ở trọ. Dạ, ở trọ rồi hai bà cháu đi bán vé số. Dạ. Bây giờ cô hai bệnh này về đây nuôi cô hai nữa. Dạ. Và hiện tại bà nội có đi bán vé số không?
Dạ không, bà nội không có đi. Bà nội kêu á là cho bà nội đi chung với con đi. Con không chịu, con nói thôi nội nhà đi, mình nuôi hai đi, chứ lại nội nhà nó nghỉ ngơi đi. Con kêu bà nội không nhà, nghĩa là thà nội cũng muốn đi với con ha, mà con không chịu, con điên mình thôi, để cho bà nội ở nhà chăm sóc cô hai. Dạ. Trời, có hiếu ghê quá. Có bữa bà nội con bị tiểu đường á, có bữa bà nội con nằm ngủ, cái bà nội con nằm úp xuống một chút, xong cái con mới nghe bà nội con ngáy hơi kỳ, cái con mới ghéo nội thử bà nội có lên tiếng con không. Tại vì đó nội con ngủ không có được đâu chú. Ừ. Làm cái gì hơi mạnh mạnh chứ là nội con thức liền à. Cái con mới kéo nội ơi. Cái con không nghe bà nội con trả lời. Lúc đó con đang nằm giống, cái con mới đứng dậy con giờ. Cái con mới thấy bà nội con bị là mở mắt xong rồi xùi một mép đó chú. Ừ. Dạ. Xong rồi con mới chạy qua kêu Dượng Hai của con. Thầy nói Dượng Hai ơi, bà nội bị gì? Bà nội bị gì? Cái Dượng Hai con ôm bà nội đó rồi kêu hàng xóm chở bà nội con đi ra bệnh viện rồi. Dạ. Bà nội con, bác sĩ nói bà nội con bị tụt đường huyết. Lúc đó bác sĩ nói là phải trễ một xíu nữa thôi là bà nội con sẽ chết á. Ồ. Tội cho bé Hân không? Với là mà chú rất là nể khi mà con là ham học á, con tự biết chữ á. Còn hồi chồng sẽ xin cái vụ án này nè mọi người. Chồng một cái cuốn sổ, một cái viết để cho bé Hân á thử viết chữ nha. Bé Hân thử viết chữ cho mọi người xem. Rồi, bây giờ chồng bé Hân nè mọi người viết bằng cái chân. Và bé không có đi học nha. Và bé chỉ tự mày mò thôi. Chưa? Rất là điều đi nha. Bé Ân đang viết tặng chồng ba chữ Trọng Cà Mau. Chồng rất là xúc động luôn. Mặc dù bé không có đi học, tự mày mò, nhưng mà với chồng đó là một cái điều kỳ diệu. Thương bé. Vâng, đúng rồi đó. Tại vì bé biết viết cho mọi người, nhưng mà thật sự bé không có. Phải là bé không có đi học, không hề học đi gì đó, tự nghĩa là tự mày mò, tự viết thôi. Là con ăn cơm cũng bằng cái này luôn. Dạ. Trả luôn, trả cuốn sổ luôn, hay chưa? Đấy. Dạ con cảm ơn chú. Chú hãy cho con xin tờ đó được không chú? Con hết. Xếp giấy được không? Để về xếp. Con xin tờ hết. Dạ con cảm ơn chú. Xếp gì nữa? Có tờ nghề mới. Xếp giấy luôn. Xếp thuyền luôn. Con xếp chiếc thuyền. Chị đó hả? Dạ. Hay chứ ta. Được luôn. Được. Quá. Hơi khó ship. Bự quá, hơi khó ship. Chứ lại nó mềm nữa. Cái chân rất là điêu luyện nha mọi người. Thank you.
xong rồi con gấp nó dọn để trên bàn luôn nha. Dạ. Ồ rồi quý vị, cái tờ giấy này thì bé Ân đã xếp xong một chiếc thuyền. Tại vì cái tờ giấy này bé xếp hơi lâu, là cái tờ giấy lịch này nó hơi to, bé nó thường thường nó bé xếp bằng cái giấy giò giấy số thì bé xếp rất là mau. Con là lúc đầu con tự học cái này đó hả? Dạ. Con thấy cái chế chị xếp á, cái con lấy giấy con xếp theo á, con xếp được là con nhớ luôn tới giờ. Rất là dễ thương. Cái thưa quý vị khán giả thì hôm nay thì cũng thật sự á, đây là một cái sự mà chồng nghĩ là cái duyên. Tại vì chồng gặp bé một cái sự vô tình, là một cái duyên. Chồng chỉ ghé ăn sáng với là nghỉ ngơi trên cái đường mà chồng đang từ Cà Mau về lại Sài Gòn thì gặp bé Ân. Thôi bây giờ ha, chú sẽ cho con gửi cho con 1 triệu. Đây 1 triệu đây. Ha, chú để cặp cho cái cặp con hay để chỗ nào? Dạ con để ở trên. Trên ha. Dạ. Đây. Đây chú. Ý, dạ. Ôi. Rồi. Chú gửi con 1 triệu ha. Dạ. Để cho con có tiền trang trải cuộc sống. Và bây giờ chú sẽ mua cho con ba phần cơm. Dạ. Để con xách về trưa nay con với bà nội với cô hai là ăn cơm. Dạ. Rồi. Thì chú cũng hy vọng là nếu có duyên thì chú sẽ xuống tới cái huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu. Chú sẽ tìm, nếu mà có cái duyên có điều kiện thì chú sẽ tiếp tục để giúp đỡ cho con. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và hôm nay cũng là một cái duyên để chồng gặp được bé Ân, và cũng có thể là giúp đỡ cho bé được một chút xíu nào đó trong cái cuộc sống. Chồng cảm giác rất là vui, và vui hơn nữa là chồng mang đến cho quý vị một cái câu chuyện, chồng nghĩ là một cái câu chuyện cũng rất là xúc động, nhưng mà nó cũng là tràn đầy cái nghị lực sống của một cái bé bị tật nguyền. Nhưng mà bé nói chuyện thì rất là lễ phép cũng như là hiếu thảo. Chồng cũng rất là mong quý vị khán giả xem được cái video này và thương bé Ân. Bây giờ thì chồng cũng xin phép được dừng lại video ở đây. Bye bye tất cả mọi người, và chúc mọi người xem video thật là vui ạ.